Với nhiều giải pháp quyết liệt, trong những năm qua, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với 3 cụm công nghiệp và một khu công nghệ cao trên địa bàn, đến nay, Nam Đàn đã có một cụm công nghiệp là Nam Giang với diện tích 36 ha, cơ bản lấp đầy. Hiện huyện đang có kế hoạch mở rộng cụm công nghiệp Nam Giang thêm 60 ha so với hiện nay. Với một địa phương là trọng điểm du lịch của tỉnh, nên bên cạnh việc kêu gọi các dự án đầu tư sản xuất có công nghệ cao, bảo đảm môi trường, Nam Đàn cũng quan tâm đến thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Nam Đàn là một trong những cái trọng điểm của du lịch của tỉnh Nghệ An. Thì trong thu hút đầu tư ưu tiên của Nam Đàn là ưu tiên các cái thu hút các cái doanh nghiệp, các cái nhà máy mà công nghiệp nhẹ và sạch ở môi trường. Thứ hai nữa là thu hút đầu tư về hạ tầng phát triển du lịch. Không chỉ huyện Nam Đàn mà việc xây dựng mới, mở rộng thêm các khu, cụm công nghiệp để kêu gọi các dự án đầu tư là vấn đề luôn được các địa phương quan tâm. Vì vậy mà công tác thu hút đầu tư những năm gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Tại huyện Nghi Lộc, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện đã thu hút được một số dự án lớn như dịch vụ hậu cần cảng biển Nghi Thiết, nhà máy sản xuất ống cống bê tông bằng công nghệ rung lắc và cấu kiến đúc sẵn tại xã Nghi Yên, xây dựng bến đậu, bãi tập kết xe tải tại xã Nghi Diên. Thời gian qua thì hệ thống chính trị của huyện thì đã triển khai khá tốt cái công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là chúng tôi tập trung cho giải phóng mặt bằng, giải quyết các cái vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để cho thi công các cái công trình trọng điểm đảm bảo môi trường an ninh. Thu hút đầu tư của huyện thì chúng tôi tập trung các phòng ngành tạo điều kiện tốt nhất để giải quyết các cái thủ tục trên cái thủ tục hành chính trong quá trình chấp thuận và thỏa thuận vị trí, lựa chọn vị trí đầu tư của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng nên đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn. Trong 3 năm, từ 2014 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 406 dự án với số vốn đăng ký 144.387 tỷ đồng, bằng 2,5 lần so với giai đoạn 2011-2013. Để tiếp tục tăng cường công tác thu hút đầu tư, ngay trong kỳ họp thứ 2 được tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân cũng đã ban hành nghị quyết về chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước, nhà đầu tư còn được hưởng thêm các chính sách hỗ trợ của tỉnh và hầu hết các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết lần này đều cao hơn so với trước đây. Và hiện nay thì tỉnh đang triển khai mạnh mẽ, đó là liên quan đến cái cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân hoạt động theo hai cái nghị quyết 19 và nghị quyết 35 của chính phủ. Và trong đó tập trung vào 4 cái việc mà chúng ta đang cần tập trung mạnh. Đó là cái thứ nhất là cải cách thủ tục hành chính, hai là liên quan đến sửa chính sách cho nó phù hợp với các cái luật mới và nó đảm bảo cái yêu cầu. Theo tinh thần là chính sách thì có nâng lên cao hơn, nhưng mà cái phạm vi thì thu hẹp. Cái thứ ba là chúng ta tăng cường cái thu hút cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Có thể nói cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài so với mặt bằng chung thì Nghệ An chúng ta vẫn thấp. Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ không thu hút dự án đầu tư một cách ồ ạt mà tập trung thu hút các nhà đầu tư với các dự án thuộc thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ có cơ chế ràng buộc hơn đối với các nhà đầu tư so với trước đây để góp phần khắc phục tình trạng dự án treo như thời gian qua. Từ đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội và thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.